Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2023. Bộ Công Thương đề nghị đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hưởng ứng giờ trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào chiến dịch, thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất đề nghị tập đoàn điện lực việt nam chỉ đạo tổng công ty công ty điện các tỉnh thành phố phối hợp tuyên truyền tại các điểm giao dịch trụ sở của các đơn vị đồng thời vận động các cá nhân cơ quan khách hàng thực hiện hoạt động tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện các đơn vị trực thuộc evn có trách nhiệm đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện